Bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Theo dự báo, tình trạng mưa lớn kèm theo gió mạnh vẫn diễn ra trong vài ngày tới. Bởi vậy, khi tham gia giao thông, người dân cần tuyệt đối tuân thủ một số nguyên tắc để đảm bảo an toàn. Mưa dông, bão gió sẽ ảnh hưởng đến an toàn đi lại của người dân. Trong dông thường có gió lốc mạnh, rất nguy hiểm khi các cây xanh ven đường, bảng quảng cáo bị bay hoặc gãy đổ, gây cản trở giao thông, thậm chí có thể gây tai nạn cho người đi đường. Ngoài ra, khi có cơn dông hoặc mưa, người tham gia giao thông thường có xu hướng tăng tốc độ, phóng nhanh, vượt ẩu, tranh thủ đến nơi cần đến, nên hay vi phạm những nguyên tắc tham gia giao thông an toàn, dễ gây tai nạn cho chính họ và cho những người xung quanh. Trong mưa, việc đội mũ, áo mưa cũng hạn chế tầm nhìn, vương víu trong quá trình đi lại. Do đó, những thời điểm mưa gió, người dân không nên ra đường. Nếu thực sự cần thiết tham gia giao thông lúc mưa gió, người dân cần tuân thủ một số nguyên tắc sau. Chúng ta cố gắng đi làm sao để chấp hành, thứ nhất là về tốc độ, nó phải giữ cái tốc độ vừa phải, thứ hai là đi đúng phần đường quy định, và thứ ba nữa là trong quá trình đi thì chúng ta cũng phải nên quan sát, tránh cái tình trạng là khi mưa gió bão lớn thì các cành cây rồi các biển báo và các những cái vật dụng mà nó làm giảm cái tầm nhìn của người điều khiển, thì chúng ta cũng cố gắng làm sao quan sát và giảm tốc độ để tránh những cái rủi ro xảy ra. Cái thứ hai nữa là khi đi trên đường không may gặp sự cố, thứ nhất là vô những vùng nước ngập hoặc là đi trên đường mà có những cái nước mà nó tạt lên làm khuất tầm nhìn, là khi mình đi điều khiển cái gương của mình ấy, thì mình cố gắng làm sao mà xử lý, thứ nhất là phải giảm tốc độ, cái thứ hai nữa là giữ tốc độ, giữ đều ga và tốc thấp để di chuyển ở qua những cái vùng nước để đảm bảo an toàn. Còn trường hợp mà vùng nước mà nó sâu quá thì tốt nhất chúng ta không nên điều khiển xe qua những đoạn nước đấy, để tránh cái tình trạng là nước vào nằm ngập và chết máy, và sẽ nó ảnh hưởng rất nhiều trong quá trình mình di chuyển. Và một cái việc nữa là cũng mong người dân là khi tham gia giao thông thì chúng ta cũng phải cố gắng, đối với những người điều khiển xe mô tô gắn máy thì chúng ta phải cố gắng là khi sử dụng các cái thiết cái trang thiết bị mà bảo hộ cũng như là áo mưa, thì chúng ta cũng dùng những cái trang thiết bị nó gọn gàng và tránh cái tình trạng là nó khi mình điều khiển thì nó ảnh hưởng đến cái di chuyển của cái hệ thống tay lái. Thanh Hóa có 11 huyện miền núi, hệ thống giao thông miền núi đi qua các sườn dốc hoặc qua các đập tràn sông suối. Khi mưa bão, những tuyến đường này rất dễ bị vùi lấp do sạt lở đất đá, ngập lụt. Người dân khi tham gia giao thông trên các tuyến đường miền núi trong thời điểm mưa bão cần tìm hiểu thông tin thời tiết, chú ý quan sát, tránh tình trạng sạt lở, đá lăn, không vượt qua các đập tràn khi nước đang dâng cao để tránh hậu quả đáng tiếc.